Mong muốn có một nơi để ổn định cuộc sống là ước mơ của tất cả mọi người. Tuy vậy, dù cố gắng lao động để tạo cho mình một mái nhà để an cư, không phải ai cũng dễ dàng tìm được. Những năm gần đây, tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung đông dân nhất cả nước, các chủ đầu tư đã quan tâm đến việc đầu tư, xây dựng những căn hộ phù hợp với số đông thành phần dân cư như cán bộ, công nhân viên, giáo viên và công nhân lao động lành nghề tại các khu công nghiệp, tài sản ngân hàng quân đội, MB, AMC, đã mạnh dạn đầu tư xây dựng dự án Everview, không đơn thuần vì mục đích lợi nhuận, mà trên hết nhằm mục đích góp phần tăng quỹ nhà ở cho người dân, chung tay xây dựng một môi trường sống lành mạnh, thư thái, an bình tại quận Bình Tân. Everview tọa lạc tại trung tâm khu đô thị mới của quận Bình Tân, trong khu vực sầm uất và phát triển giữa giao lộ Nguyễn Cửu Phú và tỉnh lộ 10. Từ Everview, bạn có thể chọn cho mình đường về trung tâm thành phố, quận 5, quận 11, quận 12, hay đến các khu công nghiệp ở quận Bình Tân, quận Tân Bình một cách thuận tiện. Song song đó là sự tích hợp hoàn hảo giữa hệ thống giao thông. Chỉ với ít phút di chuyển, chúng ta có thể đến chuỗi hệ thống tiện ích công cộng như Bệnh viện Bình Tân 1 phút, Bệnh viện Phụ sản Quốc Ánh 4 phút, Bệnh viện Triều An 9 phút, Bưu điện Bà Hom 2 phút, Công viên Phú Lâm 10 phút, Hồ bơi Phú Lâm 10 phút, Bến xe Miền Tây 9 phút, Trường Trung học Cơ sở Tân Tạo 3 phút, Trường Tiểu học Tân Tạo 3 phút, Trường Phổ thông Trung học Phan Chu Trinh 8 phút, Trường Đại học Nha Trang 10 phút, Chợ Phú Lâm 10 phút, Chợ An Lạc 10 phút, Big C An Lạc 8 phút, Co-op Mart Phú Lâm 10 phút, Metro Bình Phú 12 phút. Phù hợp với xu hướng phát triển nhà ở trên thế giới là tạo môi trường không gian kiến trúc cảnh quan mới ở các căn hộ chung cư cao tầng. Dự án Everview đã được chủ đầu tư hết sức chú trọng thông qua việc chọn đơn vị tư vấn thiết kế cho dự án là công ty thiết kế nổi tiếng Ông En Ông và Alinco. Từng căn hộ trong Everview được chăm chút tỉ mỉ để tối ưu lợi ích cho người sử dụng. Không gian căn hộ được bố trí phong thủy, khoa học và tràn ngập ánh sáng thiên nhiên. Diện tích căn hộ đa dạng từ 48 đến 100 m², 1 đến 3 phòng ngủ với quy mô lớn nhất tại quận Bình Tân hiện nay. Everview còn là nơi hội tụ đầy đủ các tiện ích vượt trội như một trường học công có diện tích 1,4 hectare, công viên cây xanh và đường nội bộ 1,6 hectare, kết hợp chức năng thương mại dịch vụ, nhà trẻ và môi trường sống tiện nghi hiện đại. Nằm giữa 9 block căn hộ hình elip là quảng trường nội khu, tạo thành một khối kiến trúc đồng bộ, hài hòa. Các căn hộ đều có mặt thoáng để đón nắng và gió trời. Everview thực sự là nơi chọn lựa lý tưởng của bạn. Đặc biệt trong định hướng chiến lược hình thành Everview, đồng chủ đầu tư ECI Land và MB AMC mong muốn tạo ra một khái niệm cộng đồng xanh giữa lòng đô thị, nơi mà các căn hộ cao tầng sẽ được thiết kế hòa quyện với tổng thể kiến trúc cây xanh tươi mát. Hơn hết, cư dân Everview tại đây có thể tự hào vì được an cư hạnh phúc trong một không gian xanh đúng nghĩa, cách biệt khỏi những ồn ào nơi phố thị và thực sự gần gũi với thiên nhiên. Phương châm của ngân hàng quân đội là hoạt động an toàn hiệu quả. Và thứ hai là chúng tôi rất quan tâm đến cái hoạt động về đầu tư, đặc biệt là những cái hoạt động đầu tư mang tính an sinh xã hội. Và như thế thì cái dự án Everview là được phối hợp giữa công ty AMC là một thành viên của ngân hàng quân đội với công ty ECI Land để phối hợp để thực hiện cái dự án Everview. Và như vậy là với mục tiêu là chúng tôi không chỉ là có lợi nhuận ở dự án mà mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những cái sản phẩm cho những người mà có thu nhập trung bình trở lên. Và như thế thì nó sẽ đảm bảo được cái những người mua là có thể là sở hữu được một căn nhà với cái mức mà thu nhập của họ. Bằng nhiệt huyết, kinh nghiệm và năng lực của mình, công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Trường Thịnh Phát và công ty quản lý và khai thác tài sản ngân hàng quân đội cam kết Everview sẽ là một dự án có chất lượng công trình bền vững, thiết kế hài hòa, giá cả hợp lý nhằm phục vụ tối ưu nhu cầu của người dân khi đã chọn nơi đây làm nơi an cư. Cộng đồng xanh Everview, nơi trường tồn hạnh phúc. Everview, nơi trường tồn hạnh phúc.